Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo báo Người Lao động, sáng ngày 26 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 khai mạc sáng ngày 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước khi tiến hành kỳ họp, các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Dự phiên họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương cùng dự. Ngày 26 tháng 8, Quốc hội họp bất thường xem xét về nhân sự. Sáng nay ngày 26 tháng 8, Quốc hội khóa 15 tiến hành họp bất thường lần thứ 8 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp bất thường lần thứ 8 diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng nay ngày 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội. Trước đó, liên quan công tác nhân sự, ngày 16 tháng 8 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Theo luật tổ chức Quốc hội quy định, Quốc hội họp thường lệ mỗi năm 2 kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Trước kỳ họp bất thường lần thứ 8 này, Quốc hội khóa 15 đã có 7 kỳ họp bất thường, trong đó 5 kỳ được tổ chức để xem xét, quyết định nhân sự cấp cao của nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Cũng theo luật tổ chức Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan quyền lực nhà nước, đồng thời phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp thường trực tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng. Ghi nhận từ báo tin tức, ngày 13 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng, thường trực tiểu ban văn kiện đã họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị do tổ biên tập xây dựng. Trên cơ sở đề cương chi tiết báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương chính khóa 13 thông qua. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện trình bày báo cáo những công việc Thường trực Tiểu ban, Tổ biên tập đã triển khai từ sau khi thành lập Tiểu ban và Tổ biên tập đến nay, một số công việc trọng tâm đến Hội nghị Trung ương khóa 13. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Tổ biên tập văn kiện đã làm việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm để trình Thường trực Tiểu ban bản dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 5. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, Tổ biên tập cần nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Nhất là những văn bản vừa được ban hành trong nhiệm kỳ này, các chủ trương, định hướng mới được nghiên cứu, tổng kết trong thực tiễn để chắt lọc, đưa những nhận thức mới, những chủ trương, định hướng quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị của Đại hội 14 phải là sản phẩm của tầm cao trí tuệ, là một công trình kết tinh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Như đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, ngành trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân, tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý, chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian qua, các đoàn công tác của tiểu ban văn kiện đã có những cuộc khảo sát thực tiễn và làm việc với một số bộ, ngành, địa phương.
Từ kết quả của các chuyến khảo sát và buổi làm việc này, cần tìm ra những cách làm hay, mô hình mới để khái quát, nâng lên tầm lý luận, góp phần đề ra chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phải gắn với thực tiễn luôn thay đổi nhanh chóng, cần mang tính khái quát song cũng không thể chung chung, cảm tính, những gì đã chính, đã rõ, đã được thực tiễn, nhất là thực tiễn qua 40 năm đổi mới, chứng minh là đúng, lần này rất cần được khẳng định và thể hiện trong văn kiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sớm tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để trao đổi, thảo luận sâu hơn một số vấn đề, nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công việc của tiểu ban, thường trực tiểu ban văn kiện cũng như tổ biên tập văn kiện sắp tới còn rất lớn. Thời gian đến hội nghị Trung ương 10 không còn nhiều, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất cao để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, cần tiếp tục dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, phối hợp, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập các tiểu ban khác để hoàn thành công việc quan trọng và nhiều ý nghĩa này với chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Bộ Chính trị họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sáng ngày 9 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, một phiên họp quan trọng của Bộ Chính trị đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cuộc họp này là một phần của các phiên họp thường kỳ của Bộ Chính trị nhằm bàn luận và đưa ra ý kiến về những vấn đề quan trọng mà Bộ Chính trị có thẩm quyền giải quyết, ghi nhận từ báo Người Lao động. Trong phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông nhấn mạnh rằng, việc tổ chức và triển khai nhiều hội nghị với các hình thức linh hoạt, bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến, đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các cơ quan, tổ chức liên quan, bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng và các cơ quan khác đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác triển khai các văn bản và kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra rằng khối lượng công việc còn lại trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị và Ban Bí thư từ nay đến hết năm 2024 vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng dự kiến hoàn thành trong năm 2025 là những thách thức lớn cần được chú trọng. Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Chính trị cần tập trung ưu tiên giải quyết các nhóm đề án quan trọng, đặc biệt là những đề án sẽ được trình tại Hội nghị Trung ương 10 và các hội nghị Trung ương tiếp theo. Cần chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề để tạo động lực phát triển kinh tế và xã hội, nâng cao đời sống người dân, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc cho địa phương và doanh nghiệp. Một trọng tâm khác là việc ổn định chính trị và xã hội, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân cảm thấy phấn khởi trong lao động sản xuất và đời sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng Bộ Chính trị cần có các quyết sách kịp thời cho những vấn đề phát sinh với phương châm lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân là trên hết và trước hết để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của đất nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.